bây giờ anh ở đâu? Bây giờ anh ở đâu? Còn trên đời này đang sông pha đèo cao dốc thẳm, hay đã về bên kia phương trời miên viễn chiêm bao? Trên đầu anh cái non sắt ngày nào ấp ủ, mộng mơ của anh, mộng mơ của một con người. Nó khác chi mây trời hiền hòa, khác chi bốn mùa êm trôi, có tiếng cười thủy tinh của vài đứa trẻ và hơi ấm vòng tay ôm của một người vợ hiền, phải thế không anh? Bây giờ trong cái nón sắt của anh để lại bên bờ lau sậy này, chỉ có một con ếch ươm mượn vũng nước mưa đọng trong đó làm hồ trong cái nón sắt của anh. Bây giờ vẫn có đủ trời, vẫn mây hiền hòa trôi, và bốn mùa vẫn về, xuân muôn thuở dịu dàng, đông rét lạnh, thu khi xám buồn, khi rực vàng nắng quái, hạ cháy lửa nung trời. Trong cái non sắt của anh, mặt trời vẫn có đó ban ngày, và ban đêm mặt trăng hoặc muôn muôn triệu triệu, vì sao vẫn còn đó, tất cả vẫn còn đó, vẫn còn đó. Nhưng anh bây giờ anh ở đâu? Còn ánh ương vẫn gọi tên anh trong mưa dầm, tên anh nghe như tiếng thở dài của lòng đất mẹ. Dạo tháng ba tên anh lẫn trong tiếng sấm đầu mùa mưa, nghe như tiếng gầm phân nộ đến từ cuối trời. Hỡi người chiến sĩ,